Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh Cathem.com. Sản phẩm mình muốn giới thiệu trong video này đó là bộ 20 đồ chơi vịt bóc kêu, số tiền là 25.000. Mình mua trên Lazada và các bạn muốn mua sản phẩm này mình sẽ để link mua ở mô tả dưới video hoặc trong comment của video này. Khá là rẻ luôn, tính ra hơn 1.000 một con thôi. 1.000 một con vịt, mắc rẻ. Ok đây, có 20 con rồi. Trời, bét nhẹ thoải mái, ổn đấy chứ, bọc lưới luôn, hoành tráng. Sản xuất tại Thái Lan và cho trẻ em trên 3 tuổi chơi. Vâng đây, tổng cộng 20 con tất cả, khá là nhiều và không to lắm. Ui, bóc kêu rất phê, cho trẻ em chơi rất là thích. Và sản phẩm khá nhỏ, không to lắm, được làm từ chất dẻo, phát ra âm thanh khá là hay, vui tai, giúp trẻ phát triển các giác quan, tăng cường khả năng khám phá và học hỏi để nhanh nhẹn và thông minh hơn. Đó, dễ cầm bóp nắm. Thế này các bạn có thể chơi cho trẻ chơi, hoặc là cho thú cưng của mình chơi, chó mèo chơi, hoặc là chúng ta có thể trang trí để trên bàn. Có con thì bôi son, có con thì không bôi son. Các bạn có thể chơi hoặc là trang trí, hoặc là thả vào bể cá, bể nước, hồ bơi vân vân, rất là nhiều tác dụng. Nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm vịt bóp kêu 20 con, giá là 25.000. Link mua mình sẽ để dưới video này. Các bạn cảm thấy video hay, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Và công nhận là nhỏ thật.